Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tất cả các bác trên bảy chim đêm. Thì hôm nay em giới thiệu với quý vị và các bạn, theo yêu cầu của bọn bác khách, có một số anh em, thì hôm nay thì em đã nghiên cứu và làm thêm một cái mẫu đầu mới. Hắn cũng là một cái đầu H289, nhưng mà em bỏ vào một cái hộp của máy mắt, cái máy H277 để chống nước anh em nhé. Và cái máy chống nước này là em đặt tên cho nó là H287. Lý do là làm sao mà em lại đặt là H287? Vì cái vỏ hộp này là vỏ hộp của H277. Mà ruột bên trong, đấy, ruột bên trong thì em lại làm của máy H289. Mẫu này là mẫu đây này, cái khóa bật hơi bị căng. Em đang cầm quay điện thoại cho nên là bật hơi khó. Đây, để em bật đi nha. Đây. Anh có cái lẩy để bật cho các bác này. Đấy, thấy chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Cái đầu này thì cực kỳ là tuyệt vời các bác ạ. Có lẽ là nay mai là em sẽ chỉnh hết tất cả các đầu là em làm theo mẫu này. Các bác nhìn thấy không? Tất cả ruột gan là em bỏ vào trong máy, trong cái hộp của máy H277 hết. Máy em làm rất là ok các bác nhá. Tản nhiệt rất tốt. Đấy, công tắc này. Đấy, hệ thống này em làm hết vào trong nhá. Đấy. Đây là em mới làm xong và test rồi cho nên là em không đấu điện test ấy. Em mới quay video đầu tiên này để cho anh em tham khảo nhá. Đấy, một số anh em là yêu cầu là vì trời mưa gió cho nên là cần thiết là phải chống mưa. Chia thì chia nhưng mà cái làm đưa vào trong cái hộp này là rất là an toàn. Và đằng sau em vẫn làm cái rắc cắm bình thường, nhưng mà em sẽ làm kỹ hơn, nước không thể vào đường rắc đằng sau được các bác nhá. Đấy, bản lề này em mà dùng bản lề này, đấy, rất là khít. Đây là cái bản lề em định là làm để vận ốc, nhưng mà nhiều khi các bác ngoài đồng á thì vận ốc nhiều khi các bác phức tạp, nhưng em làm cái bản lề chớp nhá, các bác có thể nhận phát là chắc đét luôn này. Đấy, bác nhìn thấy chưa, chắc đét luôn đấy, kín bưng. Các bác không lua và nóng đâu, vì trong này là em đã làm một cái cả một hộp nhôm, cả một cái hộp nhôm ở trong, gấp đôi cái tản nhiệt ngày trước. Đấy, gấp đôi cái tản nhiệt ngày trước cho nên các bác không lua và nóng nhé. Cái máy H287 này là rất là ok và an toàn. Vỏ hộp là hộp 77, ruột trong là H289, cho nên em đặt tên của nó là H287. Đấy. Các bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112. Đây là hai cái đầu này là em làm, là chuẩn bị em phải làm tất cả những cái loại đầu này, liên quan đến cái đầu này là em làm hết, vì bác đầu là mưa gió thất thường. Đấy, tuy nhiên các bác chia thì chia, đậy thì đậy, nhưng mà làm thế này vẫn an toàn hơn, giá thành thì rẻ hợp lý. Đấy, em không test không thông ông test điện, nhưng mà em sẽ mở thế này cho bác xem là ok nhá. Này hơi chậm. Đấy, các bác ơi. Em là cầm cái điện thoại cho nên là đấy. Cái này là khóa bật lề, nhận phát là nó ăn vô, mà không thì bật lên là lên. Ăn hơi căng, đấy, căng để cho nước cũng đổ vào. Đây. Đây là cái lấy đi. Đấy, cái này là đắt tiền đấy các bác nhá. Cái này của dân thợ mộc nên là đắt tiền đấy. Em làm rất là chắc chắn nha. Các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112 nhá. Đấy, máy em đưa hết vào trong. Cả một ống hộp nhôm là em đưa vào làm tản nhiệt rất là tốt. Đấy, đây là máy H287. Cái này là tạm thời là em mới làm một thẻ nhá. Đấy, H289 bỏ vào một H277, giá thành rẻ nhá. Đấy. Rồi, các bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em sẽ ship hàng cho bác trên toàn quốc. Các bác ok về chống nước nhá. Mưa gió rất là tuyệt vời luôn. Rồi, xin chào và tạm biệt các bác nhá.